Kính thưa quý vị và các bạn, đây là bản tin tổng hợp của kênh tin tức Like News. Những tin tức về thời sự xã hội chính trị thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin hôm nay. Đã tìm ra nguyên nhân khiến năm tàu cá bốc cháy nguồn ngụt trong đêm ở Nghệ An. Ngày 30 tháng 7, cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ năm tàu cá bốc cháy nguồn ngụt, ngụt ở Nghệ An. Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm 5 con tàu bị cháy. Theo đó, vụ cháy 5 tàu cá ở Nghệ An diễn ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 28 tháng 7, xuất phát từ việc chập điện trên chiếc tàu của một ngư dân. Sau đó do gió to, cộng với trên tàu có nhiều vật dụng bắt lửa, vụ cháy lan sang 4 con tàu neo đậu bên cạnh. Khi cháy, dây neo bị đứt nên các con tàu trôi giạt thành 3 điểm cháy khác nhau, gây khó khăn cho việc dập lửa và khống chế đám cháy. Cụ thể tàu cá mang số hiệu NA 99696 TS của ông Bùi Xuân Sinh, trụ xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An bị chập điện và đã gây hỏa hoạn. Sau đó ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng sang bốn tàu cá đang neo đậu bên cạnh. Do trên tàu có nhiều vật dụng dễ bắt lửa, cộng với thời tiết có gió lớn, theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến năm tàu cá của các ngư dân bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Sau vụ cháy, bước đầu, ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy 20 triệu đồng. Tố kỹ thuật viên không chịu phá cửa cứu bé kẹt trong toilet, nào ngờ bị ném đá ngược. Sự việc gây tranh cãi xảy ra khi một cháu bé bị nhốt trong nhà vệ sinh của tòa chung cư Văn Phú Invest, địa chỉ Đồng Đa, Hà Nội. Theo đó, ngày 29 tháng 7 vừa qua, một nhân chứng đã đăng tải đoạn video quay lại sự việc lên trang cá nhân, kèm theo vài dòng chú thích như sau. Một bạn nhỏ đang bị kẹt ở trong nhà vệ sinh. Cư dân gần 30 phút, kỹ thuật không tìm nổi chìa khóa để mở cửa cứu cháu bé. Nhất định phải tìm bằng được chìa khóa để mở chứ không chịu phá khóa. Trừ bới cư dân rồi bỏ đi. Thông qua đoạn video có thể thấy, tình hình đang rất căng thẳng. Hai bên gia đình của cháu bé và nam nhân viên kỹ thuật liên tục có lời qua tiếng lại trước sự chứng kiến của nhiều người hiếu kỳ đứng xem trong khi người nhà của cháu bé vừa lên tiếng chỉ trích anh nhân viên không dứt khoát phá khóa cứu cháu bé mà cứ rời ra, thì năm kỹ thuật viên cũng không nhìn được nữa mà lớn tiếng đáp trả rằng cứ từ từ người ta còn nghiên cứu. Anh vừa dần dữ trả lời, vừa cầm đồ nghề rời đi không biết sau đó đứa trẻ được cứu ra bằng cách nào nhưng sau khi đoạn video đến tay cư dân mạng điều bất ngờ là đa số mọi người đều đứng về phía anh nhân viên kỹ thuật và chỉ trích cả gia đình cháu bé lẫn người đăng tải đoạn video người xem cho rằng lỗi là do gia đình mất bình tĩnh sự việc chưa nguy cấp đến mức phải đập phá tài sản để rồi cuối cùng người phải chịu trách nhiệm đền bù chính là anh nhân viên Trước kể, trong khi đang tìm cách mà gia đình đứng bên cạnh liên tục hối thúc cũng khiến người khác khó chịu và sau đây là một vài bình luận đáng chú ý, đăng lên cho bị trừ thêm, đưa bé trong đó chưa có chuyện gì thì cứ để từ từ người ta tìm cách, đứng kế la là làng hoài bị trừ là đúng. Nghe trong clip ai nói, đưa lên mạng đổi việc mà mắc cười, cái gì đưa lên mạng cũng là hay hả. Mưa trắng trời, sân Mỹ Đình ngập nước trước đêm diễn thứ hai của Blackpink. Theo ghi nhận, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 11 giờ đã gây ngập cục bộ, khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra concert Blackpink tối 30 tháng 7. Đơn vị cấp thoát nước được cử tới hiện trường xử lý ngập úng. Mưa lớn khiến nhiều khán giả ái ngại sẽ ảnh hưởng tới đêm diễn khi tình hình giao thông có thể gặp khó khăn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo hiện tượng giông tố, lốc, xét, mưa đá và mưa lớn cục bộ khu vực nội thành Hà Nội theo phân tích trên ảnh mây vệ tinh ảnh radar thời tiết và định vị xét cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông trên khu vực các huyện ba vì hoài đức mỹ đức phú xuyên ứng hòa các quận nam từ liêm hà đông cầu giấy nhiều người hâm mộ bất chấp trời mưa tới khu vực cổng sân vận động để hỏi mua vé đêm diễn thứ hai của blackpink So với những ngày trước đó, giá vé bất ngờ tăng dao động khoảng 100 đến 300 000 đồng một vé. Sự thành công của đêm diễn đầu tiên khiến một số khán giả có ý định tiếp tục sang vé để tham gia đêm thứ hai. Thêm 3 viên chức Indonesia bị bắt trong đường dây buôn bán nội tạng sang Campuchia. 3 viên chức nhập cư ở Bali, Indonesia đã bị bắt trong một đường dây buôn bán nội tạng bất hợp pháp sang Campuchia, theo cảnh sát Indonesia cho biết hôm 29 tháng 7, động thái này được đưa ra khi các nhà chức trách trấn áp một đường dây buôn bán nội tạng bất hợp pháp, bắt giữ 12 nghi phạm vào tuần trước, bao gồm một sĩ quan cảnh sát và một quan chức nhập cư, vì cáo buộc buôn lậu 122 nạn nhân ra nước ngoài. Ba viên chức nhập cư Bali bị cáo buộc làm việc cho quan chức nhập cư được gọi là AH Người bị cáo buộc đã nhận hối lộ để giúp các nạn nhân bị đường dây buôn người dụ dỗ dễ dàng vượt qua biên giới để sang Campuchia bán thận. Một số thành viên của nhóm buôn người từng bán thận trước đây, xong sau đó đã trở thành kẻ tuyển dụng sử dụng mạng xã hội Facebook hay WhatsApp để dụ dỗ và buôn bán nội tạng của các nạn nhân khác. Harry Adi nói với các phóng viên vào tuần trước rằng Đường dây buôn bán nội tạng đã hoạt động từ năm 2019, thu về tổng cộng 24,4 tỷ ruby, tương đương 1,58 triệu đô la Mỹ. Những kẻ buôn người nhận được 200 triệu ruby cho mỗi quả thận, đúc túi 65 triệu ruby và đưa phần còn lại cho các nạn nhân. Bộ Công Thương chỉ khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự dùng tại công sở, nhà ở, theo đó, các bộ ngành khi góp ý đều muốn mở rộng phạm vi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, không chỉ trên mái nhà ở công sở, trụ sở doanh nghiệp mà còn cho các công trình khác như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khách sạn. Các bộ cũng đề nghị làm rõ khái niệm nhà ở trong khu vực nông thôn và bổ sung hộ nông dân có trang trại, nhà kho gắn liền với nhà ở, bến xe, cảng biển được hưởng chính sách hỗ trợ lần này. Phản hồi những góp ý này, Bộ Công Thương dẫn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay cơ chế lần này chỉ áp dụng với điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan, công sở. Việc mở rộng đối tượng sẽ được nghiên cứu trong các quy định sau này. Theo huy hoạch điện 8, đến năm 2030, công suất điện mặt trời mái nhà không phân biệt loại hình và điện mặt trời tự sản tự tiêu tăng thêm khoảng 2.600 MW. Với quy mô này thì không cần ban hành cơ chế khuyến khích để lắp đặt điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương nhận xét. Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tới năm 2030 với tổng công suất 2.600 MW. Bộ này cũng đề nghị Thủ tướng một số cơ chế khuyến khích đến hết năm 2030 như điện mặt trời mái nhà liên kết với hệ thống điện đã được đấu nối sẽ không phải thỏa thuận đấu nối với ngành điện. Cặp đôi ở Ấn Độ bán con 8 tháng tuổi để mua điện thoại đời mới. The Times of India đưa tin, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ mẹ của đứa trẻ được xác định tên là Saty, song người bố Sajdeep vẫn đang bỏ trốn. Saty và Sajdeep cũng đã có một con gái lớn 7 tuổi. Theo tờ báo trên, hàng xóm của đôi vợ chồng này đã cảm thấy nghi ngờ sau khi bé trai 8 tháng tuổi vắng mặt một thời gian, trong khi cả hai bố mẹ đều tỏ ra thờ ơ khi được hỏi. Họ chỉ đơn giản nói đã gửi con cho một người họ hàng. Những người hàng xóm cũng nhìn thấy cả hai đột nhiên có điện thoại iPhone 14 mới và tạo video để đăng lên trang Instagram. Mặc dù họ không thể mua một chiếc điện thoại đắt tiền như vậy, có giá ít nhất 1.200 đô la Mỹ, hơn 28 triệu đồng. Vì vậy, cuối tuần trước, dân làng đã trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, cảnh sát đã giải cứu cậu bé khỏi một người phụ nữ ở Kadaha, cũng thuộc Tây Bengal. Ngoài việc bị buộc tội buôn người, Thi và Zadeb còn phải đối mặt với cáo buộc sử dụng chất ma túy. điều tra vụ đào mộ lấy trộm đầu của người chết. Một ngôi mộ của cô gái trẻ ở Brazil đã bị kẻ trộm đào lên để lấy đầu. Vụ việc kinh hoàng này đang được cảnh sát Brazil điều tra. Ngôi mộ bị đào trộm và lấy cắp đầu vào tháng 3 năm 2023. Người nằm trong mộ là Sabrina Tavares de Almeida, 31 tuổi, đã bị bắn chết vào tháng 8 năm 2022. Sau khi phát hiện sự việc, Người quản trang đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát. Chúng tôi phát hiện ra rằng lớp bê tông đã bị phá vỡ do hành động thô bạo, nắp quan tài gỗ bên trong ngôi mộ đã bị phá vỡ và đầu của xác chết đã được lấy ra. Chuyên gia tội phạm Fabio Fabosa Teixeira nói với truyền thông địa phương, dựa vào những chứng cứ thu thập tại hiện trường, Teixeira cho rằng vụ trộm mộ rùng rợn này không liên quan gì tới vụ giết người mà cô gái là Ameda là nạn nhân. Taysera cho rằng tu phạm là kẻ hành nghề phù thủy. Taysera cho biết thay cho cái đầu của xác chết đã bị lấy đi là một cái bát bằng đất nung. Bên trong chứa những vật liệu bị đốt cháy. Tháng 8 năm ngoái, Ameda và mẹ cô Fatima de Azevedo Tavares bị một kẻ đột nhập trùm đầu bán chết khi đang ngủ trong nhà họ. Ameda chết tại hiện trường nhưng mẹ cô đã sống sót sau vụ tấn công. Ngay sau đó, cảnh sát chỉ đích danh Mates da Shiva Osorio Ferreira là kẻ mà họ tin rằng đã thực hiện tội ác. Ameda đã kết hôn với anh trai của nghi phạm, một sĩ quan cảnh sát vào năm 2016. Sau khi chồng qua đời, Omeda đã trở thành người thừa kế duy nhất của ngôi nhà, khiến Ferreira vô cùng tức giận. Ferreira đã đưa ra vụ tranh chấp tài sản ra tòa để cố gắng giành quyền sở hữu ngôi nhà của anh trai mình. Nhưng cuối cùng, tòa đã xử Ferreira thua, không chấp nhận phán quyết của tòa. Ferreira liên tục đe dọa Omeda. Ferreira bị bắt 4 tháng sau vụ sát hại Ameda và vì buộc tội giết phụ nữ và cố gắng giết phụ nữ, Tuy nhiên vào ngày 20 tháng 7, thẩm phán Adriano Celestino Santos đã thả nghi phạm ra khỏi nơi giam giữ với lý do thiếu bằng chứng. Tổng thống Nga Putin nói Ukraine mất 415 xe tăng từ khi phản công. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp báo vào tối 29 tháng 7, đề cập đến các chủ đề từ an ninh quốc gia đến cung cấp lương thực trên toàn cầu. Trong cuộc họp báo diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Nga, châu Phi kéo dài 2 ngày với sự tham gia của các phái đoàn từ gần 50 quốc gia. Nội dung chính của cuộc họp báo là căng thẳng Nga, phương Tây và vấn đề Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Nga, với tư cách là tổng tư lệnh, ông thường xuyên nhận được báo cáo về tình hình tiền tuyến và nói chuyện với các tướng lĩnh hàng đầu nhiều lần trong ngày. Tổng thống nói thêm rằng ông có thể liên hệ với các đơn vị đặc nhiệm khi cần thiết tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu tổng thống can thiệp vào quân đội và bắt đầu trực tiếp chỉ huy quân đội ông nói tổng thống putin lập luận rằng quân đội ukraine không chỉ chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường mà còn gặp khó khăn về nhân lực ông tiết lộ nga đã phát hiện ra rằng ukraine thành lập các đơn vị quân sự bao gồm các kỹ thuật viên máy bay nó cho thấy điều gì là các nguồn huy động của họ đang cạn kiệt ông nói Tổng thống Nga cũng chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã mất 415 xe tăng và hơn 1.300 xe bọc thép các loại kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6. An ninh của cầu Kết nói bán đảo Crimea và đất liền Nga sẽ được tăng cường sau cuộc tấn công được cho là của Ukraine trong tháng này. Ông Putin giải thích rằng Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công phủ đầu vào các địa điểm được sử dụng để sản xuất và vận chuyển xuồng không người lái nhắm vào cây cầu. bản tin hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại